Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một món chay, đó là củ sen kho nước tương. Và hôm nay là mình sẽ có một cái củ sen này của mình là 300g. Và tiếp theo là mình sẽ có 60ml nước tương nha các bạn. Và mình sẽ có 50g đường cát trắng nè. Tiếp theo là mình sẽ có một chén nước lạnh. Đó. Và đây là giấm ăn thì mình cần là 2 muỗng canh giấm ăn nè, 2 muỗng canh mật ong. Và đây là muối, mình cần là 1 muỗng cà phê muối để mình ngâm cái sen của mình đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái món củ sen kho nước tương ngày hôm nay của mình nha. Bây giờ cái củ sen này nè, mình sẽ gọt vỏ nó ra nha các bạn. Mình dùng dao hai lưỡi mình gọt cho nó nhanh. Rồi mình sẽ đem cái củ sen này mình đi rửa sạch nha các bạn. Và bây giờ cái củ sen này mình đã rửa cho nó sạch nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước lạnh như thế này. Và mình cho vào thau nước lạnh này là một muỗng cà phê muối nha. Mình sẽ quậy cho nó tan muối ra. Đó. Sau đó mình sẽ cắt cái củ sen mình và cho vào trong cái thau nước này mình ngâm 10 phút nha các bạn. Mình sẽ cắt sen ra thành những cái khoanh tròn, nó cỡ như thế này là được rồi nè các bạn, không mỏng quá mà cũng không dày quá. Rồi mình đã cắt xong nè. Đó, mình cho nó vào trong cái thau nước muối này nè. Mình ngâm ngập trong đây nha. Mình sẽ ngâm trong vòng 10 phút, sau đó mình sẽ đem ra mình xả qua nước lạnh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi lên nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh giấm ăn nha. Để mình luộc cái củ sen của mình nó được trắng á. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái củ sen của mình nào vào trong cái nồi nước này. Mình để nước nó ngập cái củ sen của mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ luộc củ sen này là 10 phút. Sau đó mình sẽ đổ ra và mình để cho nó ráo nước nha. Bây giờ mình sẽ bắt một cái nồi lên nha các bạn. Nên biết như thế này, mình sẽ cho vào đây là một chén nước lạnh. Sáu mươi ml nước tương nhé. 50g đường cát trắng nè. Và 2 muỗng canh mật ong. Mình nấu cho nó sôi lên nha các bạn. Mình nấu cho cái nước của tương của mình nó sôi lên. Bây giờ là cái củ sen này nè, hồi nãy mình đã đổ ra cho cái rổ này cho nó ráo nước ha. Bây giờ mình sẽ cho tất cả củ sen của mình vào trong cái nồi nước tương đường này. Mình kho. Mình sẽ kho cái lửa riu riu thôi nha các bạn. Mình kho từ từ để cho cái củ sen của chúng ta nó mềm và nó sẽ thấm gia vị. Kho nước đến khi mà nó cạn, nó rút vào trong cái củ sen này. Đó. Mình mở lửa nhỏ xuống nha. Rồi bắt đầu mình sẽ riu riu từ từ thôi.
nãy giờ các bạn mình kho cái lửa riu riu khoảng 30 phút thì cái nước của chúng ta nó đã cạn lại, nó rút vào trong cái những cái miếng củ sen của mình như thế này. Củ sen của mình bây giờ cũng đã ngon rồi, nó mềm ngon rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đem ra dùng nóng chung với cơm, nó rất là tuyệt vời luôn nha. Và đây là cái món củ sen kho nước tương của mình đã xong rồi các bạn. Cái món này mình làm rất là đơn giản và lại nhanh nữa. Cái món này nó ăn với cơm á, nóng rất là ngon, nó bùi bùi ngọt ngọt của củ sen kho kho nước tương á, rất là tuyệt vời. Mình sẽ làm, đây là một cái món ăn mặn rất là ngon ha. Mình ăn chung với rau, salad, chanh eo các bạn, rất là tuyệt vời.